có rất đông cổ động viên Việt Nam đã đến sân vận động Binyan ở Laguna để tiếp sức cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo trận đấu ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đặt tay lên ngực và cử hành quốc ca. 4 Perawat số 15 from Sumi giao bóng trong hiệp 1 của trận đấu này. Đó là cú giao bóng của cầu thủ đội trưởng tiền đạo Subachok là Krisara về chám vào vị trí này. Vị trí trung tâm hàng phòng ngự của U22 Thái Lan. Sức mạnh đang được Trọng Hoàng thể hiện dù anh đang chơi ở vị trí nào, cánh phải, cánh trái hay ở trung tâm. Anh Cường có nhận thấy là các cầu thủ U22 Việt Nam đang bước vào trận với một quyết tâm và một tinh thần thi đấu hết sức là thoải mái. Tuy nhiên chúng ta phải tránh những sai lầm như chúng ta vừa thấy. Rất nguy hiểm. Không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt chúng ta nữa. Một tình huống mà Văn Toản hoàn toàn có thể chuyền cho Thành Trung sau đường chuyền về của Văn Hậu. Thực sự nếu không thay đổi thì sẽ vẫn là một quả đá hướng tới cái đầu của Đoàn Văn Hậu. Không được. Rất nguy hiểm. Không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt chúng ta nữa. Văn Toản đã kịp thời băng ra nhưng bóng vẫn trở lại với tầm kiểm soát của Suphanat. Đường chuyền của Thanh Thịnh, đánh đầu! 1-0 là những gì mà chúng ta đó là tin lên. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm anh Cương ạ. Vô cùng quan trọng. Một bàn thắng không chỉ mang đến một tỷ số để chúng ta đi tiếp, nhưng quan trọng hơn rất nhiều là sốc lại tinh thần cho các cầu thủ của U22 Việt Nam. Mọi chuyện lại trở lại với đúng toàn tính của các cầu thủ U22 Việt Nam. Đường chuyền tuyệt vời của Thanh Thịnh, pha di chuyển và đánh đầu mang đúng bản năng của một sát thủ được Tiến Linh thực hiện. Hiệu số bàn thắng và số bàn thắng là những chỉ số ưu tiên khi hai đội bằng điểm ở SEA Games năm nay đã mang đến sự kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Rất nguy hiểm. Hoàng Đức. Thanh Thịnh. Tiến Linh. Hoàng Đức. Thì đã nảy không theo ý muốn của Hoàng Đức. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Đức Trinh. Hoàng Đức. Dứt điểm. Cú đá của Hùng Dũng. U22 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á. Ông Park có vẻ như rất tự tin vào tình huống này. Phương án nhả bóng lại cho Hùng Dũng đang đứng đợi cũng là không tồi. Hoàng Đức. Không được. Đồng thời khiến mọi thứ vẫn còn trong tầm tay với các cầu thủ U22 Việt Nam trong một cuộc đua giành hai tấm vé vào bán kết ở vòng B. Đức Trinh. Phía trong là Tiến Linh đã có mặt nhưng cũng rất đông các hậu vệ Thái Lan và bóng được mở ra cho Thanh Thịnh. Hoàng Đức. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam và mở cánh của Huỳnh Tấn Sinh. Thanh Thịnh. Đoàn Văn Hậu. Dứt điểm. Cú đá của Đức Trinh sau một sai lầm của hậu vệ đối phương. Rất chính xác. Phan Hô Văn Toản. Đức Trinh. Áp sát. Đức Trinh. Cú chơi bóng cho Đoàn Văn Hậu của Hùng Dũng. Bắt đầu.
Chiếc thẻ vàng sẽ được rút ra. Chặt Trai là người đã phạm lỗi đối với Hà Đức Chinh. Rất hợp lý. Vẫn còn Đức Chinh. Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh. Có hay không? Rất tiếc là không có một cầu thủ nào đón được cú đưa bóng ngược trở ra của Tiến Linh. Và bây giờ đội bạn phản công. Thành Trung. Tốt lắm. Xử lý rất hay. Tình huống xử lý bóng rất mềm mại của Nguyễn Hoàng Đức. Tiến Linh. Tiến đạo chúng ta đang ngã penalty. Rõ ràng là một tình huống ngăn cản trái phép Tiến Linh trong vòng cấm. Penalty rồi. Và chính xác với đường truyền vào trong cho Tiến Linh. Nếu không có cú cản vừa rồi của Chặt Trai thì Tiến Linh vẫn có thể giễn người và thực hiện cú ra chân. Trong khi thủ thành Muông Gam. Huỳnh Tấn Sinh. Vẫn còn. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Có vẻ như là thủ môn Muông Gam nhận thấy điều đó ở phản ứng của các cầu thủ Thái Lan. Muông Gam đúng là đã di chuyển sớm một chút. Rất hồi hộp và sẽ có sự tham khảo giữa trọng tài chính ông Ismael và trợ lý của mình. Tôi thấy trọng tài Biên đứng ở dưới cầu môn lúc đó đã phất cờ báo hiệu như vậy. Đúng là như vậy, đã có động tác phất cờ và vị trí quan sát cũng rất thuận lợi, đúng không anh Tiến Dũng? Ông Ismael đang cần một lời khẳng định từ phía trợ lý của mình. Và chúng ta cùng chờ đợi cú đá của Tiến Linh. Tiến Linh rất bình tĩnh. Tiến Linh! Tiến Linh! Cho U2 Việt Nam. Tiến Linh đã giải tỏa tất cả những áp lực mà quá khứ trong cuộc đối đầu với chính Thái Lan ở vòng bảng SEA Games ùa về. Nhưng rồi thì bằng bản lĩnh của mình, Tiến Linh đã đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương. Sút hoàn hảo của Nguyễn Tiến Linh. Rất có thể cú đá này sẽ là một bước ngoặt rất lớn trong hành trình SEA Games của U22 Việt Nam. Từ mỗi khi chúng ta có thời cơ là những tràng vỗ tay lại vang lên ở Bi Nhan và nó như tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ của chúng ta. Đợi pha dàn xếp đá phạt góc này của U22 Việt Nam. Bác đang chỉ đạo rất kỹ. Đánh đâu? Thể hình cao lớn nhưng Tiến Linh có những pha xử lý rất mềm mại. Đức Chinh là người đã chạm bóng. Srayhut. Chúng ta vẫn cần hết sức đề phòng. Không được chủ quan. Tiến Linh. Lỗi của cầu thủ bên phía Thái Lan. Thời gian đã bù giờ của hiệp đấu thứ hai là 5 phút. Cũng dễ hiểu thôi vì có rất nhiều khoảng thời gian bóng chết của hiệp đấu thứ hai này. Thời gian 5 phút bù giờ đã trôi qua và đây có lẽ sẽ là pha bóng cuối cùng. Chắc chắn là như vậy. Dành cho U22 Thái Lan. Chắc chắn là như vậy. Voracit. Không có gì nguy hiểm. Bóng đã giải nguy và ông Ismael đã nhìn đồng hồ. Và đó là một cú dứt điểm ra ngoài hết giờ. Vâng, trọng tài phải nói là rất đẹp trai người Bahrain. Ông Ismael đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam.